bà Asino đã sanh con trai thôi. Vậy đi. Yên tâm đi mà. Bà con ơi, tôi nói nghe nè. Hú hồn hú vía. Trời ơi. Các cháu ơi, mình ơi, mọi người đừng có lo. Chị Đỡ này tuy rằng nhiều chuyện nhưng mà nghe đó lại quên đó ngay thôi. À mình ơi, tôi nghĩ ra rồi Bình. Sao mình? Nhờ nữ tầm nhảy múa vợ chồng mình mới có con, đúng không? Bây giờ cái chuyện mà đặt tên cho con trẻ, giờ bà ta là đúng nhất. Vậy sao vợ chồng ta không nghĩ ra ngay từ đầu? Bây mình giờ ơi, mau mời nữ thần nhảy múa đến đây. Mời bà xuất hiện là mình phải hát. Hát bà mới xuất hiện thôi. Asino tới từ nãy giờ lâu rồi mà chị ba tới đây, chị ba thấy hai em nhảy múa nhiệt tình quá trời, chị ba đứng coi luôn, coi chừng nào em kiệt sức em chết thì thôi. Dạ xin chào nữ thần nhảy múa. Chị ba cho hai cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Cha nhà đẹp ghê ta, mới mẻ quá, màu sắc rực rỡ, đẹp quá, mới vẽ phải không? Dạ. Ê nói nghe nè, có nhà vệ sinh không cho chị ba đi nhờ chút xíu? Tội nghiệp, mang có một chiếc giả tới giờ. Mưa bong bóng. Ê, tôi rửa tay rửa mặt nha, đừng nghĩ bậy cả cha. Trời mát dễ sợ luôn ha. Nữ thần ơi. Có chị đi cưng. Tôi có một thắc mắc, tại sao lần này nữ thần xuất hiện không có gió, cũng chẳng có khói? Như vậy mới đặc biệt. Không bao giờ cảnh nào mà trùng với cảnh nào hết trơn, trời đúng không? Mới tạo sự hưng phấn hấp dẫn. Một lần chị ba xuất hiện một cái nhà là tôi nói trời, tôi nói khói xịt tùm lum. Một lần xuất hiện là bung bông giấy, tôi nói bung ra tá lả. Vậy lần này là gì thưa nữ thần? Là kẹo. Kẹo? Cả một khán phòng tôi nói kẹo nó rơi, cho nó rơi xuống. Wow. Mấy con ơi, mấy con có thích ăn kẹo không? À vậy nó ba mẹ mua đi. Có ba đem theo có một cột à, không có đủ tiền mua một bịch mà đem theo một cột cho con trai của ba nó ăn, nhưng mà nó nhỏ quá nó ăn không được, sợ nó mắc nghẹn cho nên con ba nuốt luôn rồi. Dạ thưa chị ba nữ thần. Dạ vợ chồng em lúc nào cũng mang ơn chị ba nữ thần. Nhờ ơn trên nên vợ chồng em mới có đứa con. Hôm nay đặt tên cho con trẻ lúc nào cũng nhớ đến chị ba nữ thần. Đúng rồi, đặt tên cho con mà không nghĩ tới mẹ đỡ đầu là mẹ đỡ đầu giận đó nha. Dạ. Con trai của mẹ ta sẽ đặt tên cho con là Qua Cúc. Con ta con trai mà đặt tên Qua Cúc. Ta sẽ đặt tên cho con là Lulu. Lulu là tên con gì mấy con? Nghe chưa? Tên người ta mà ta đặt tên con chó cái ông này. À, ta nhớ ra rồi. Đây là vợ chồng Asino. Con thì phải lấy hộp của cha. Đúng rồi. Vậy thì con Asino sẽ là Alibaba. Alibaba. Thôi chị ba biết rồi, chị ba bị vô duyên. Dạ, chất quốc à. Xí, xí. Chị ba xin lỗi cưng nha, xin lỗi cưng. Cô ba xin lỗi mấy con. Là bởi vì cô ba đi khắp nơi trên thế giới đó. Khi cô ba đọc truyện thiếu nhi nhiều á, cô ba thích cái chuyện anh Alibaba. Ồ, anh dũng cảm. Anh một mình anh quánh 40 tên cướp, anh giỏi quá kìa. Cô ba bị lộn. Bây giờ vậy à, mình đặt tên chim đôi đi cho nó đều ha. À, Aji, lấy câu hỏi Aji. Tên của nó sẽ là Aji Baba. Aji Baba. Tên đẹp không? Dạ, đẹp. Tên hay không? Dạ hay. Thích không? Thích. Dạ thích. Vậy dạ. Nó không có đụng hàng. Con mình tên không có giống con mấy đứa khác ở trong làng. Dạ. Cảm ơn nữ thần. Đừng cảm ơn, khách sáo. Ta là mẹ đỡ đầu, ta có nhiệm vụ phải che chở cho con ta. À, có quà cho con nữa nè. Đây là chiếc vòng hộ mạng cho con ta. Ta sẽ dùng trong vàng thần khắc tên của cháu và ghi lời chúc phúc vào đây. Aji Baba, 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 Baba. Sau này sẽ trở thành một vị thiên hoàng, thiên hoàng, thiên hoàng, thiên hoàng.
và nó sẽ khỏe mạnh như một con voi. Hồi nãy đặt tên con ta là chó rồi giờ rủa ta là voi. Dạ con voi nó khỏe mạnh. À, nó khỏe mạnh nó mập như voi, nó vô nó đạp nát nhà không hả? Ê, vậy thôi vậy thôi vậy thôi. Nó sẽ khỏe mạnh như một cây du, cây du, cây du. La parala, parala, ala, ala. Dạ. Dạ thưa chị ba cho em có ý kiến chút xíu. Vậy sao chị ba cho con trai em mày trở thành cây dù mà không cho nó bán đất, trù nó bán ế không vậy? Ế, 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 ế. Chơi quê nghe. Tôi chúc cho con tôi bán dù nào. Cây dù. Cây dù á là một trong những cái vật dụng mà người Phù Tang mình hay sử dụng đúng không? Dạ. Có thể che được nắng đúng không? Dạ. Có thể che được mưa đúng không? Dạ. Tôi chúc nó khỏe mạnh với cây dù rồi để sau này á nó gặp gió, nó gặp mưa, nó gặp nắng, nó không có bệnh hoạn gì hết trơn. À, hiểu chưa? Còn ế, 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 ế là thần chú của tôi đó ông nội. Dạ hiểu rồi bà ngoại. Còn em chồng của em trả treo chị hoài à. Dạ xin lỗi nữ thần. Chiếc vòng này sẽ bắt đầu có hiệu nghiệm khi nó được đeo vào tay trẻ. Trời ơi, ủa biết sao mà là tay trẻ. Khi nó được đeo vào tay trẻ, nhưng trẻ còn nhỏ quá, tay còn nhỏ quá, chứ đeo được vòng cho nên ta không đeo vào tay trẻ mà ta thọt vào đầu trẻ. Bà con ơi, bà con ơi, anh tới nhà ông bà Gino chúc mừng đi. Bà con ra dễ thương lắm á. Cái gì mà rần rần rộ rộ vui quá vậy, bộ làng bị cháy hả? Dạ, đó là tiếng của dân làng đến đây để chúc phúc cho Alibaba theo như tục lệ. À, như vậy thì vui lắm. Chắc chắn sẽ thế nào cũng có nhảy múa vui vẻ lắm đây. Dạ, dạ sẵn dịp ở lại đây chơi. Ý, đâu có được. Chị bác không ở lại đi đâu, chị bác có phải là người làng này, chị là xa lạ quá hò. Cho nên nếu như dân làng tới đây mà thấy chị ba là người lạ, mà thấy chị ba ăn mặc lèo lẹt chứ thế này người ta không biết chị ba là ai, người ta tưởng chị ba là bà điên. Mà bây giờ nếu chị ba nói chị ba là nữ thần thì nó lộ chuyện hết trơn. Thôi nha, thôi nha, chị ba đi đi, tạm biệt biết thương. Chị ba quên, nhớ lấy lời chị ba. Đúng vào ngày này, năm sau, chị ba sẽ quay trở lại đây để dự sinh nhật con trai của chị ba, nghe rõ. Chị ba mỏi cái mông quá. Chị ba sẽ quay trở lại đây để dự sinh nhật con trai của chị ba, nhưng không với hình hài này mà sẽ là một hình hài khác để khỏi bị lộ diện. Nhớ chưa? Chị ba đi đây, chị ba đi đây. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Hẹn gặp lại nữ thần. Bà con ơi, nhanh lên. Ông bà Gino. Ông bà Gino. Đứa nhỏ lên. Nó đi. Anh chị đặt tên cho cháu nó chưa? À. Dạ rồi, tên của cháu bé là Alibaba. Alibaba. Chị cây hả? Cái tên gì vậy, chị cây cọc hả? Nghe muốn nổi điên đi ăn cướp hả? Trời ơi, tên còn ta gì đâu mà đặt Alibaba. Nghe tên thấy ghê. Có gì đâu ghê, tôi thấy cái tên này rất là đặc biệt. Mà người mang tên đặc biệt á thì sẽ làm ra những chuyện rất là đặc biệt. Đúng, đúng rồi không? Đúng. Thôi đúng bây giờ chúng ta hãy chúc phúc cho bé Alibaba. Mừng ông Gino đã có đứa con thật xinh. Mừng Alibaba đã có cái tên thật hay. Hey, ta hãy vui mừng lên chúc cho ngày vui nào. Hey, ta hãy vui mừng lên chúc cho ngày vui nào. Chúc đứa bé con của ông sẽ ngoan hiền. Chúc đứa bé nuôi dưỡng ông sẽ đẹp trai. Hey, ta hãy vui mừng lên chúc cho ngày vui nào. Hey, ta hãy vui mừng lên chúc cho ngày vui nào. La 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 la. Mừng hôm nay ta chúc bà Gino. Mừng hôm nay đã có Alibaba. Chúc cho bé ngoan được mau lên lên cùng vui đùa. Chúc cho bé ngoan đẹp trai nhất trong làng ta nào. Chúc đứa